Ô, chào cả nhà. Chào cả nhà đến với kênh Phô Vlog Muốn Lặng cả nhà ơi. Bữa nay mình chiều cả nhà. Giờ mình tự nhiên mình thèm cá kho cả nhà, cá kho mà cá mướn gấp bắp sỏi cả nhà. Giờ dọc cái đường này của mình là rất nhiều cá mướn luôn cả nhà ơi. Bữa nay mình ra mình đổ vớn, mình kiếm những cái con cá về mình kho tiêu hành đó cả nhà. Kho tiêu nha chứ mỡ hành rồi lên ha. Mình hái rau muống mình làm bớp sỏi ăn theo chân mình cả nhà ơi. Giờ mình đổ vớ mình kiếm cá rồi bắt đầu mình đi hái rau nha cả nhà. Mình có ốc có cá con, không biết có cá bự không. Lương cá gì tá lá hùng minh đây. Cái con nó kho lá gừng ha. Ngồi vậy mình kho lá gừng đi. Kho lá gừng ha. Ừ. Ôi luôn con nào nó bị bự bự luôn. Quá tài cá gô luôn cả nhà ơi. Rồi vô. Quá xá luôn. Rồi mình buộc ra đi. Hồi hai cái muống anh ha. Ừ, hồi mình hai cái muống. Quá tài cá muống luôn kìa. Dạ, anh hồi hai cái muống. Quất cỏi à. Quá xá luôn cả nhà. Quá xá nước luôn. Giờ được một cố gắng ngày nào cũng cố gắng rồi. Giờ mình đổ này vô nè. Đây đây em gửi chờ anh đó đi. Quá trời cá luôn cả nhà ơi. Ủa, em ớt nữa. Quá trời cá chốt. Không thể tưởng tượng nổi. Đồng nó dưới là ốc, quá trời ha. Rồi. Rồi. Giờ kiếm rau cả nhà ơi. Quá wow, tại con muốn. Nó non nó mới vượt nước ra nè. Đâu được rồi. Được rồi. Đâu? Ừ. Non lắm hả? Ừ, ngon đó. Đó thì không? Này là về cái mình bớt gỏi ra mình kho với cá chốt để mình đổ vớn đó nha. Tha hồ cái này nó không nó vượt nước á. Ừ, ra nó non hái bọc bọc luôn à. Ồ, đâu ăn tước nữa kìa, ăn tước ngon ghê. Đủ dần luôn, đi dài cho tới nhà là mình hái được hết luôn đó nha. Trời trời trời, chỉ mưa rồi anh ơi. Giờ chuyển nó thì chuyển nó. Ờ, con muốn nó non. Ông ngậu lấy bằng ngón tay vậy. Nè. Ờ, rồi nó non.
tài gao lên cả nhà ơi. Nó không mướt à. Quá tài cá rồi. Quá tài gao rồi. Cái gì cũng quá trời rồi. Mệt luôn. Rồi giờ mình vô đây cả nhà ơi. Vậy chứ mày về đang mình làm món ăn rồi cả nhà. Giờ về mình làm món ăn, cái này là bóp gỏi nữa. Đồ quá ngon rồi. À, cả nhà hiện tại giờ mình ra mình hái số chanh về mình bóp gỏi nha cả nhà. Nhà mình có mấy cây chanh này cả nhà. Đây. Có chanh là tái bự bự không cả nhà ơi. Đây tái nè. Hoàn toàn bự bự không à. Đây mình hái về mình hồi mình bóp gỏi nha cả nhà. Đây tái chanh. Chanh long thần luôn, chanh này chanh không hạt nha cả nhà. Chanh không hạt. Đây rất nhiều tái luôn cả nhà ơi. Mình hái vừa đủ mình ăn ra đây. Ôi ôi nó cặp chanh này nó bự bằng cái tái bưởi luôn cả nhà ơi. Đây hai tái nha cả nhà. Rồi đây mình nhà mình vườn chanh nhiều lắm cả nhà. Đây nữa nè cả nhà, chanh là tái nè cả nhà. Đó đây bên đây nữa cả nhà ơi. Nhưng mà nói chung là lúc gài cũng bớt tái rồi. Đây nè cả nhà, tái nè, lông thòng ở dưới luôn cả nhà. Đây rất nhiều luôn. Thôi mình hái vừa đủ hai tái mình về đốt gỏi nha cả nhà. Cá gừng nha cả nhà, cá gừng này mà về kho. Mình về kho với lòng tông là nói chung là một bữa cơm cực kỳ ngon. Số 1 luôn. Cái bụi gừng nó thơm tốt quá. Biết nhiêu đó. Ăn hổng dậy muốn trụi bụi gừng của ông nội cái hài tin nhà này luôn rồi. Cả nhà bây giờ mình đang cháy tỏi nha cả nhà. Cái mình kho cá lòng tông nè. Cái nước mắm mình đã pha sẵn rồi nè. Lòng tông kho lá gừng nha cả nhà, cho cái lòng tông vô nha cả nhà ơi. Thơm. Mình cháy tỏi ớt mình nêm nếm gia vị, nói chung là cái nước mắm này mình đã nêm sẵn hết rồi đó cả nhà. Giờ cái lòng để cái lòng tông mình kho nè. Đó sôi đó cả nhà, nó bắt đầu thơm rồi đó. Rồi mình cho vô miếng ớt nè. Ăn cay nhiều thì bỏ nhiều nha cả nhà, mình ăn cũng không có cay nhiều lắm, cho trái thôi. Giờ nó cũng sôi đều rồi đó cả nhà. Mình cho lá gừng vô nè. Wow, cái mùi lá gừng nó thơm cả nhà ơi. Nước mũi luôn. Cơm luôn ta. Thôi cả nhà ơi, hiện tại giờ mình vô mình làm xong cái món mà chiều mình đổ vớn với mình hái rau rồi cả nhà. Giờ nói chung đó là món gỏi rau muống non quá non luôn cả nhà, bóp nó ngã ra luôn. Nó gã ra luôn, nó mình bóp gỏi rau muống với mình lòng tông mình kho gừng nha cả nhà. Bữa nay mình ăn đặc sản của miền Tây luôn cả nhà ơi. Cái này lòng tông mà kho gừng với có tép nữa nè cả nhà. Mời cả nhà ai cùng dùng cơm với hai vợ chồng mình nha. Ngon quá. Rồi mời cả nhà. Ủa chiều mà gà đói cả nhà. Giờ làm đói giờ ăn cơm. Tối luôn cả nhà. Ngon quá, mời cả nhà luôn. Ngon ngon. Ngon quá cả nhà. Tép nè, kẹp vô miếng lá gừng nha. Mời cả nhà. Rau muống nó giòn. Ngon quá. Quá ngon, không thể tưởng tượng nổi. Kho gừng kiểu này rồi, với gà muống bắp. Cực kỳ luôn cả nhà. Tôm nó mềm nữa nè. Kho gừng nữa. Thơm nó gừng.
Đó. Quá ngon. Tấm này. Năm tấm này thôi. Tôm đầu mùa. Rất là ngon ở nhà. Quá ngon. Mình có cái vớn đó nha. Mùa nước này ra đổ là ăn. Lúc nào cũng có. Đỡ tốn tiền quá. Năm nay cá rất là nhiều rồi. Đã quá cả nhà. Còn có nửa dĩa cả nhà. Hết nửa dĩa luôn. Nói chung á, buổi chiều ra lội sạch sạch một chút là có một cái bữa ăn cực kỳ ngon, bổ dưỡng mà lại không có hút từ sâu hoặc quá chất luôn cả nhà. Video mình hồi chiều giờ quay cũng dài cả nhà ơi. Cả nhà thấy hay thì hãy cho hai vợ chồng một like, đặng có động lực mình tiếp theo những cái video sau mình cho cả nhà xem về cái cuộc sống hàng ngày của mình. Giống như là kiếm từng con cá, con này là cái sự thật hết luôn cả nhà. Cả nhà thấy hay thì nhớ cho mình một like và nhớ xem cho hai vợ chồng nghe cả nhà. Một lần nữa xem hay cho hai vợ chồng với quảng cáo nghe cả nhà cho có tiền chứ. Không có xem quảng cáo là không có tiền nhiều cả nhà ơi. Một lần nữa thì video cũng dài cả nhà ơi. Thì có thể tối rồi mình kết thúc video tại đây. Một lần nữa thì chúc cả nhà một buổi chiều, buổi tối ngon miệng và ngủ thật sâu, thật ngon. Sáng dậy sớm làm cũng dậy sớm nha cả nhà. Bye bye. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà.